Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại cùng đến với tựa game Kiến Tạo Giang Hồ của nhà phát hành là VTC Mobile. Thì Kiến Tạo Giang Hồ là tựa game mang đậm phong cách truyền huyễn tu chân giang hồ. Thì tựa game kể về các trận chiến đẫm máu trong quá trình tu tiên. Thì người ta thường nói là cái tên nói lên tất cả. Thì Kiến Tạo Giang Hồ là tựa game MMO khai thác đề tài tu tiên của giới giang hồ. Thì tựa game này được đánh giá là nơi diễn ra các chiến trường PK rực lửa không hồi kết của các game thủ. Thì tuy không được đánh giá cao về mặt đồ họa, nhưng Kiếm Đạo Giang Hồ vẫn đáp ứng đủ những tiêu chí cần có của dòng game nhập vai, với các thiết kế nhân vật 3D cũng như là hoạt ảnh tung tiêu đầy màu sắc. Thì bù vào đó thì tựa game mang lại lối chơi chân thật và truyền thiết, với các tiến nhiệm vụ khai thác cốt truyện và những trận chiến thật sự giữa người với người. Thì Kiếm Đạo Giang Hồ hội tụ đủ tinh hoa của dòng game nhập vai kiếm hiệp và tiên hiệp khi mang trong mình những tính năng được hoàn thiện tốt nhất trên thị trường hiện nay. Và con đường mạnh hóa nhân vật của bạn sẽ thông qua chỗ nhiệm vụ và hoạt động hàng ngày quen thuộc, nhưng mà cao trào sẽ ngày càng được đẩy lên nhờ những hoạt động PvP đang xen vô cùng khéo léo. Thì cùng tham gia nhiều các hoạt động chiến trường, thì ham muốn tăng tiến sức mạnh nhân vật càng cao. Thì để đáp ứng nhu cầu của các bạn Kiếm Đạo Giang Hồ, thì để đáp ứng nhu cầu của các bạn thì tựa game Kiếm Đạo Giang Hồ đều cung cấp các tính năng mạnh hóa quen thuộc như là pet, cánh, hút cỏi, thần binh, ám khí, đồng hành, vân vân. Thì tuy các tính năng đều mang đến cho các bạn cảm giác quen thuộc, nhưng mà nhịp điệu diễn ra của trò chơi sẽ dẫn dắt bạn khám phá đến những trải nghiệm thú vị và không hề nhàm chán. Giờ ngoài những cuộc chiến thế lực vô cùng căng thẳng, thì trò chơi còn đặc biệt đánh mạnh vào các tính năng tương tác để xây dựng nên cộng đồng game thủ lớn mạnh như là bang hội, kết hôn, bá nghĩa, huynh đệ, vân vân. Thì đều là các hoạt động gắn kết người chơi với nhau để tạo ra một xã hội thu nhỏ ngay tại Kiếm Đạo Giang Hồ. Giờ ngoài ra thì game Kiếm Đạo Giang Hồ còn có một số tính năng hấp dẫn khác, như là đây là thế giới kiếm hiệp và thế giới võ hiệp tu chân chuẩn chỉnh. Con người thật của Thì với ta thông điệp đang ở đâu? là tua đạo luyện kiếm huyết chí giang hồ, thì Kiếm Đạo Giang Hồ thật sự để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng các bạn. Lấy bối cảnh là Đã câu quá chuyện khổ tu hành chính quả của các võ sư game. Game mở ra hành trình tu chân khắc nghiệt và không kém phần kịch tính trong thế giới huyền huyễn đầy mê hoặc. Thì với nền đồ họa mộc mạc thì tạo nên một bức tranh tổng thể hoàn hảo. Thì không cần sử dụng những danh từ hoa mỹ trong thế giới là công nghệ, thì Kiếm Đạo Giang Hồ sở hữu nền là đồ họa đơn giản, chỉ là cách nói những gì tinh hoa nhất, tạo ra những góc nhìn quen thuộc cho các bạn để tạo cảm giác thể học để các bạn tự cảm nhận và tự yêu thích. Cũng chính bởi vậy mà Kiếm Đạo Giang Hồ cũng ghi điểm trong mắt người chơi nhờ sự quen thuộc nhưng mà không kém phần hoa mỹ, tạo nên một bức tranh phong phú của tốn thiên cảnh và là nơi trần gian mộc mạc, nơi có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông và trời đất giao hòa. Thì tính nhân vật cơ bản cùng với lối chơi tự do thêm một thì game sẽ có bốn lớp nhân vật gồm kiếm minh, thiên giao, tiểu sát, đi kèm là hệ thống chiêu thức đặc sắc có thể bổ sung hoặc chế ngự lẫn nhau. Thì Kiếm Đạo Giang Hồ hướng các bạn đến tinh thần tự do với lối chơi mình vô cùng mạnh mẽ và phóng khoáng. Thì các bạn sẽ được thoải mái trải nghiệm đắc đạo hay là không hoàn toàn là do bạn cho bạn tự quyết định. Thì bên cạnh đó, với kho tàng bí kíp tu luyện đạo kiếm trong game cũng là yếu tố giúp các bạn mê mẩn tựa game này. Ok, thì giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ và hướng dẫn các bạn nhập gift code. Thì đầu tiên, để nhập gift code các bạn cần vào hút lại. Thì để mở hút lại các bạn cần đặt level 35, level 30. Sau đó các bạn vào hút lại, vào đổi thưởng và tiến hành nhập gift code. Thì gift code thứ nhất như sau: kiếm đạo, kiếm đạo VTC. Nếu có thứ nhất là kiếm đạo VTC, sau đó các bạn nhấn Chủ nhận quà. nhân, người có thể nhận phần thưởng online. Giờ để thì Chủ nhân phần ơi, quà sẽ được người chuyển nhận vào thưởng hư, một các triệu bạn vào hư rupee. để nhận. Thì gift code này sẽ nhận được các phần quà như sau. Thứ nhất đó là
một vào vé hư vô. Đây là tấm vé dùng để vào hư vô, số lượng là một. Thứ hai đó là túi tăng bậc đan ngẫu nhiên, mở ra sẽ nhận được một trong bất kỳ các linh võ tăng bậc đan, linh võ, linh kỵ, linh vũ, linh bảo, hút cởi, đan, vân vân, số lượng 20. Thứ ba là túi đá level 2, mở ra sẽ nhận được đá tấn công level 2, đá phòng thủ level 2 và đá HP level 2. Okay, giờ đây là phần quà thứ nhất của tựa game này. Đến với phần quà thứ hai, đó là có thứ nhất đó là kiếm đạo giang hồ. Đây là cái danh hiệu của game, các bạn có thể vào đó để nhận. Đây là quà của game. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift card thứ hai. Gift card thứ hai như sau, các bạn cũng ngồi lại. Giang hồ, có thứ hai là giang hồ. Gift card giang hồ, mình nhấn nhận. Gift card này sẽ nhận được các quà sau. Nhất đó là thẻ 10 quặng bạc. Mở thẻ sẽ nhận được là 100.000 quặng bạc, số lượng là 10. Thứ hai đó là sách kỹ năng Long Môn Trận, dùng để kích hoạt cấp kinh nghiệm pháp trận Long Môn Trận, thuộc tính pháp trận cộng 3, số lượng là 1. Thứ hai là đồng hành Đại Hoàng Đan, dùng sẽ nhận được 300 đồng hành SP, tăng cấp đồng hành, số lượng là 1. Linh võ tăng bậc đan, đây là nguyên liệu dùng để tăng sao và tăng bậc đan, số lượng là 5. Ok, giờ mình sẽ nhận toàn bộ. Đây là các phần quà của mình. Okay, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 3. Gift code như sau. VTC Mobile. VTC Mobile là gift code thứ 3. Và nhấn nhận quà. Rồi, khoan các bạn. Để mình di chuyển thôi, để mình di chuyển này xong. Nhìn di chuyển xong rồi. Để mình vào thư xem các phần quà. Thì phần quà VTC Mobile này sẽ nhận được là ám khí linh chi. Đây là ám khí số lượng là 1. Hay là đá HP level 2, khi dùng sẽ nhận được HP cộng 800. 3 là cảnh giới đột phá đan. Ở đây là thuộc tính lực chiến, số lượng là 3. Phần quà thứ tư đó là trùng sinh đan, dùng khi nhân vật tử vong sẽ hồi sinh đầy HP ngay tại chỗ, số lượng là 3. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code cuối cùng. Gift code cuối cùng như sau. Vách ngọc tiên. Gift code cuối cùng là vách ngọc tiên. Thì, khi nào có code mới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Gift code, các bạn đợi một chút để nó gửi quà. Thì gift code này sẽ nhận được là thẻ treo máy, dùng để tăng thêm 1 giờ treo máy offline, số lượng là 1. Thứ hai đó là đồng hành linh, đây là vật phẩm dùng trong giao diện đồng hành, nhận được các thuộc tính cơ bản. Và là hút thứ hai, thứ ba là hút thể lực, số lượng là 1. Tư là đồng hành tiểu đoàn đan, dùng sẽ nhận 30 MP đồng hành, số lượng là 30. Bây giờ mình sẽ nhận toàn bộ code. Đây là các phần quà của mình. Đây, khá là nhiều phần quà. Thì ok, thì giờ mình sẽ sử dụng phần quà của mình. Mình sẽ sử dụng thẻ bạc, sử dụng túi đá level 2 và sử dụng hút thể lực, sử dụng danh hiệu kiếm đạo giang hồ. Ok, giờ mình sẽ đi mở code ở trên màn hình. Tổng cộng có 4 gift code, khi nào có thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Thì, ok, thì như vậy là đã xong. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like và subscribe ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.